Được Minh Tú bỏ chiến, nam em được mọi người kỳ vọng phục thù cho Lệ Nam trước thềm chung kết. Đó, vậy nè. Đúng rồi, chạm. Coi. Trên trang cá nhân, nam em đã gây chú ý với một dòng trạng thái mới. Theo đó, cô nàng đăng tải bức ảnh xinh đẹp của bản thân trên sân khấu vòng thi phụ thuộc khuôn khổ của Team Miss World Việt Nam 2022. Kèm theo dòng caption, đóa hoa đẹp nhất là đóa hoa nở trên chiến trường. Nhiều người cho rằng câu nói này vừa thể hiện niềm tự hào của nam em về những nỗ lực mà bản thân đã bỏ ra, đồng thời cho thấy sự quyết tâm của cô trong trận chung kết vào ngày 12 tháng 8. Được biết trong giai đoạn này, nam em đang tập trung rèn luyện kỹ năng khắc cốt. Đây cũng là điểm mà người đẹp được fan sắc đẹp liên tục góp ý cần cải thiện. Không dừng lại ở đó, trên mạng xã hội còn lan truyền những đoạn clip nam em tập khắc cốt cùng huấn luyện viên Minh Tú. Trên thực tế, sự kết hợp giữa hai người đẹp này đã được thông tin đến khán giả từ hồi đầu tháng 6. Trong đoạn video được dân tình truyền tay nhau, Minh Tú nhiệt tình hướng dẫn đàn em cách đi đứng tạo dáng. Cô còn chỉ ra sự khác biệt khi tạo dáng với váy dạ hội và với trang phục bình thường. Nhiều fan cho rằng với sự hỗ trợ của một người giàu kinh nghiệm từng đứng sau giúp đỡ vô số hoa hậu đi thi quốc tế như Minh Tú, thì nam em hoàn toàn có thể tạo nên sự đột phá về kỹ năng trình diễn cho đêm chung kết hoa hậu sắp tới. Trước khi trực tiếp đào tạo cho nam em, Minh Tú đã nổi tiếng là cô giáo mát tay hàng đầu V-Biz hiện nay. Theo đó, cô là người đứng sau sự thành công và hàng loạt thành tích ấn tượng của dàn người đẹp như Đỗ Thị Hà. Ít nhất hôm nay nhìn nó tươi, em sẽ làm được, em tập đi. Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Em hiểu cái cơ cấu của bước chân nó sẽ làm gì? Lên, đi ra, xuống. Phùng Trương Trần Đài. Em đi thử, chị chỉ coi gương mặt thần thái em, tay em. Đặc biệt là Thùy Tiên, dưới sự huấn luyện chuyên nghiệp của Minh Tú trước thềm dự thi Hoa hậu, người đẹp sinh năm 1998 đã thành công chinh phục ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Bản thân nam em khi đến với đấu trường nhan sắc Miss World Việt Nam 2022 cũng mang trong mình một quyết tâm cao độ. Không chỉ thể hiện điều đó thông qua những dòng trạng thái trên trang cá nhân, người đẹp này còn cho thấy rõ sự đầu tư cũng như đặt tâm huyết vào từng màn trình diễn. Với sự quyết tâm và đầu tư của mình, nam em được kỳ vọng sẽ phục thù giúp chị gái song sinh Lệ Nam. Theo đó, tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam diễn ra trước đó, Lệ Nam đã ngậm ngùi dừng chân ở top 16. Dù là thí sinh được đánh giá rất cao, cộng thêm chiến thắng phụ ở tập 4, giải Best Face và giải thưởng đại sứ cộng đồng. Ngay sau khi kết quả này được công bố, đông đảo fan sắc đẹp đã vô cùng bất ngờ. Ở Miss World Việt Nam 2022, nam em đã gặt hái được một số thành tích ấn tượng như lọt top phần thi tài năng, phần thi người đẹp bản lĩnh, chiến thắng giải người đẹp truyền thông. Đặc biệt, mỹ nhân Tiền Giang đang có số phiếu áp đảo trong giải người đẹp được yêu thích nhất. Thắng giải này thì cô sẽ được vào thẳng cấp 10. Với những thành tích ấn tượng kể trên, cộng thêm sự đào tạo của Minh Tú, người hâm mộ càng có cơ sở kỳ vọng rằng nam em có thể đạt thành tích cao tại cuộc thi năm nay. Chỉ cần cô nàng tiếp tục duy trì phong độ thì khả năng đi sâu cũng rất cao. Cũng chính vì vậy, mọi người tin rằng cô nàng sẽ phục thù cho người chị gái của mình khi không thành công ở Miss Universe 2022. Còn bạn thấy sao video này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.